Này thiện hiện, mười lực Phật vô sở trụ, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng vô sở trụ, không của mười lực Phật vô sở trụ, không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì mười lực Phật không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của mười lực Phật không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, đại từ vô sở trụ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng vô sở trụ, không của đại từ vô sở trụ, không của đại bi, đại hỷ, đại xả cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì đại từ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của đại từ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, pháp không quên mất vô sở trụ, tánh luôn luôn xả cũng vô sở trụ, không của pháp không quên mất vô sở trụ, không của tánh luôn luôn xả cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp không quên mất, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, tánh luôn luôn xả cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của pháp không quên mất, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của tánh luôn luôn xả cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, trí nhất thiết vô sở trụ, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô sở trụ, không của trí nhất thiết vô sở trụ, không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì trí nhất thiết không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của trí nhất thiết không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ vô sở trụ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng vô sở trụ, không của 32 tướng đại sĩ vô sở trụ, không của 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì 32 tướng đại sĩ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của 32 tướng đại sĩ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy.